Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra trong thông điệp liên bang trước Quốc hội và các nhà lãnh đạo quân đội Nga. Theo thỏa thuận, New START sẽ đặt ra mức hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai. Mỹ và Nga mỗi bên chỉ có thể triển khai 1.550 đầu đạn hạt nhân trong tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom. Điều này đồng nghĩa New START đóng vai trò hạn chế mối đe dọa hạt nhân. Theo Reuters, Nga hiện là nơi sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Cộng lại, Nga và Mỹ đang chiếm khoảng 90% số lượng đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu. Thông tin được Tổng thống Putin đưa ra thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phản ứng trước bước đi của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi quyết định của Nga là điều đáng tiếc. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ vẫn luôn sẵn sàng thảo luận về các giới hạn vũ khí chiến lược bất cứ lúc nào với Nga, bất kể những gì đang diễn ra trên thế giới cũng như trong quan hệ song phương. Mỹ tháng trước đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước này sau khi Nga cản trở các hoạt động thanh sát trên thực địa và từ chối gặp các quan chức Mỹ để thảo luận các mối quan ngại của Mỹ.